Hello, kính chào quý vị thân yêu. Hôm nay Lê Phong cũng giới thiệu đây, quý vị thì chắc ai cũng biết đây là tiết canh rồi. Một món ăn rất được yêu thích ở ở các địa phương của Việt Nam. Lê Phong mua đây là ngay ở làng 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 mình quý vị ạ. Đây là quán nhà chị Đan Tươi, Phong có mua về ăn này. Đánh rất là ngon. Đấy, bữa sáng của Lý Phòng thì cũng tương đối là đơn giản. Một nắm xôi nữa. Ba tiết nắm xôi mỗi mỗi ngày Phong ăn một kiểu. Hôm thì ăn cơm rang, hôm thì ăn bánh bao, hôm thì ăn bún. Còn thay đổi luân phiên cho đỡ nhàm chán quý vị ạ. Hôm nay thì ăn tiết canh và xôi. Đây Phong trải nghiệm thử cái bát tiết canh của chị xem là chị đánh ngon như thế nào, để sắp tới Phong sẽ review thử thách là ăn ăn nhiều bát tiết canh khổng lồ quý vị ạ. Đây là chanh, tiết canh chúng ta bắt chanh rất là ngon, chị đánh rất là ngon. Mặc dù mua mang về nhưng mà nó vẫn rất là đông đặc quý vị ạ. Mời mọi người nha, xin mời mọi người. Đây cũng thấy nha. Ngọt có đúng không? Mùi vị rất là đậm đà, món ăn dân dã. Phong không biết uống rượu nhưng mà nếu mà uống một chút rượu nữa thì ngon. Không thì ăn không à, dũng sĩ diệt mồi cái vị ạ. Đây là Phong mang về đi đường về thì nó như thế này. Nếu mà ở đấy chị đánh như là dốc ngược cái chén này lại nó vẫn không rơi ra ngoài. Ăn tiết canh thì không thể thiếu lạc. Đây Phong quên không mua rau thơm. Lạc rồi đây là gan. Màu sắc rất là hấp dẫn quý vị ạ. Đỏ tía ria. Ở làng Vũ Đại ấy thì ai cũng biết đến thương hiệu tiết canh của chị Đan Tươi. Phải nói là cực kỳ là hấp dẫn về cách bố trí rồi cách pha đánh trực tiếp. Thì hôm nào Phong sẽ cũng có thời gian Phong sẽ quay review cách chị đánh đánh tiết canh của viện, rất là hấp dẫn để cho mọi người cùng ví dụ một số người mà muốn ăn tiết canh mà chưa biết cách đánh thế nào cho nó đông đặc, nó hiệu quả, nó ngon, nó sánh thì có thể chúng ta học hỏi một chút kinh nghiệm của chị. Rất là ngon quý vị. Bát này bát lớn. Không nhất đây à? Bát to này mà chỉ có 15.000 thôi, cái bằng nhựa nó mỏng nên rất là nhiều tiết quý vị ạ.
Đấy, mọi người mà ở Hoa Hậu thì hãy cùng trải nghiệm cùng Lý Phong để đến ăn thử một lần cho biết. Cái canh cháo lòng rất là ngon. Bát to mà không ăn sắp hết rồi. Cảm ơn mọi người đúng không? Cái căng rất là ngon quý vị ạ.